Chào mừng các bạn đến với kênh Nhịp Sống Xanh Dance và mình là Ngân Hà. Hôm nay theo yêu cầu của rất nhiều bạn khán giả, mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài nhạc rất là hay, vui nhộn để chúng ta rèn luyện sức khỏe và vóc dáng nhé. Đây là một bài mà mình sẽ chia thành hai tổ hợp các động tác, mỗi tổ hợp có 4 câu, mỗi câu có 8 nhịp. Chúng ta cùng vào bài hướng dẫn nhé. Trước hết mình sẽ đi qua một lượt để các bạn hình dung ra nội dung của bài, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Tổ hợp số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, khởi. Và phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Ở tổ hợp số 1 bao gồm 4 câu 8 nhịp. Động tác số 1, chân phải làm chủ, chân trái chúng ta sẽ đưa lên 1, đưa xuống 2, đưa lên 3 và thu về 4. Kết hợp với các động tác tay, chân trái chúng ta sẽ kết hợp với tay phải đưa lên, ta đến 1. Khi ta đưa xuống, ta đưa tay trái lên 2, tiếp tục 3 và thu về 4. Linh hoạt hơn một chút nhé. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, 4 nhịp tiếp theo chúng ta sẽ đưa chân trái sang ngang 5, chân phải lùi về sau 6, tiếp tục chân phải sang ngang 7 và chân trái đưa ra đằng sau chấm mũi các bạn nhé, 8. Kết hợp với động tác tay 5, 6, 7, 8. Mình sẽ kết hợp 4 nhịp đầu tiên với 4 nhịp tiếp theo này. Câu số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm nhanh hơn một chút này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2, chúng ta sẽ đi chán chân, bắt đầu bằng chân trái, kết hợp với tay đưa bên trái, ta đếm 2, chân phải phát sang 2, chân trái lùi về 3, chân phải thu về 4. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút nhé. 2, 2, 3, 4. Và chúng ta đi đơn 5, bên trái trước 6, bên phải 7, thu chân về 8. Mình sẽ làm lại câu số 2 nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3 chúng ta sẽ kết hợp với tay. Đi bên trái trước, chúng ta sẽ kết hợp tay trái đưa từ đằng sau qua đầu và vòng xuống. Ta đếm 3, 2, 3, 4. Tiếp tục ta lại làm bên phải, vòng tay từ đằng sau 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và câu cuối cùng, câu số 4, ta đếm 4, 2, 3, 4. Bước đơn hoặc các bạn cũng có thể chấm tay và hồng cũng được. 4, 2, 3, 4. Và chúng ta sẽ thực hiện hất tay lên, nghiêng một góc 45 độ 5, thu chân trái về 6, đưa chân phải lên 7 và thu chân phải về 8. Mình sẽ làm câu số 4 nhé. Bước đơn trước này, 4, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ kết hợp 4 câu đầu tiên trong tổ hợp số 1. Câu số 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 2. Đưa chân trái sang bên, nghiêng người một góc 90 độ. Chúng ta thu chân phải về, tiếp tục xoay nhanh bên phải và thu chân trái về. Chúng ta sẽ kết hợp với tay, tay đưa từ dưới tỏa lên, đưa từ dưới tỏa lên trên các bạn nhé. Động tác này chúng ta hơi làm nhanh hơn một chút xíu. Chúng ta đưa này, chân trái 1, 2, tiếp tục xoay bên phải 3, đưa tay nhanh lên 4. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút nhé. 1, 2, 3, 4. Tiếp tục chúng ta sẽ hấp tay từ phải qua trái. Ta đưa chân sang 5, đồng thời xoay 6. Đưa chân phải, đồng thời xoay về 8. Mình sẽ làm lại. Nhịp tiếp theo là chúng ta đưa 5, thu về 6. Tiếp tục 7, thu về 8. Mình sẽ làm lại câu số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta sẽ thực hiện câu số 2. Câu số 2 chúng ta sẽ bước chân trái chéo lên, ta đếm 2. Chân phải đưa sang 2. Chân phải bắt chéo sang 3. Đưa chân trái sang 4. Mình sẽ làm lại. Tay chúng ta chống không, 2, 2, 3, 4. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển trụ sang bên trái, 5, chân phải lùi về đằng sau, 6. Tiếp tục, chân phải sang ngang 7, chân trái lùi đằng sau 8. Kết hợp với tay các bạn nhé, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ thực hiện lại nhé. Ta chống tay vào hông, 2, 2, 3, 4, chuyển trụ, 5, 6, 7, 8. Câu số 3 này, lùi chân trái xuống 3, đồng thời vuốt chân phải thu về 2. Tiếp tục lùi chân phải chéo 3 và chân trái biết thu xuống 4. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút nhé. 3, 2, 3, 4. Tiếp tục, chúng ta lại đưa tay lên 5, đưa chân về 6, đưa chân lên 7 và thu về 8. Giống như động tác của tổ hợp số 1 các bạn nhé. Mình sẽ làm 4 nhịp tiếp theo, 5, 6, 7, 8. Và câu số 4 chúng ta đi bước đơn, 4, 2, sang bên phải 3, 4, chúng ta chạm chân 5, kết hợp với tay đưa cao 6, 7, 8. Mình sẽ làm câu số 4 nhanh hơn một chút nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ xâu chuỗi 4 câu 8 nhịp của tổ hợp số 2 nhé. Bắt đầu bên trái nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta cứ thực hiện cho mình theo trình tự sau. Bài này chúng ta sẽ đi 2 lần lặp lại tổ hợp số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ lặp lại 2 lần tổ hợp số 2.
Sau đó chúng ta lại lặp lại hai lần của tổ hợp số 1 và cuối cùng chúng ta lặp lại hai lần của tổ hợp số 2. Liên tiếp các bạn nhé. Bài của chúng ta thật đơn giản không các bạn? Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp, chúng ta thành công nhé. Nhớ đăng ký bấm like để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.